Đừng đánh, đừng, đúng rồi em, đúng rồi. Đi lẹ, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Ok, hello, xin chào mọi người đến với kênh của mình là Tiki. Thì hôm nay là mình sẽ chơi Minecraft vượt ngục tập thứ hai, thì chẳng cũng là tập cuối luôn. Thì mình nghĩ là mình sẽ vượt được này thì lúc đó thì mình đã cày thêm mấy cái ngọc bảo này nè, mình có thêm mấy cái mình cũng quên mẹ rồi. Thì bây giờ mình sẽ kiếm cái gì đây, cái côn nhị khúc chứ họ hôm bữa mình gọi là khúc nhị côn và lờ à. Rồi đây, cái này để đập thằng bảo vệ phải không? Rồi còn đâu vậy, what the shit, no. Ok, cái mấy anh ơi, tại sao lại nhốt em ở chỗ này? Đùa thì chứ, lấy game bị lỗi ra. Đợi không, các bạn đợi tí. Mình để mình bay qua chỗ này đã. What the fuck? Đùa á? Đó. Qua đây. À em hồi hết hồn tưởng qua đập mình chứ. Đây hàng cấm vào rest item, mình đập lần này không? Ê hàng chớp nè. Ok, đập 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 đúng đó nè. Nhưng mà sao, tại sao mình lại shit. Ok mấy bạn, bây giờ mình nghĩ là mình phải từ 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 tốn mà mình mua thôi. Có nghĩa là mình mua cái xong rồi mình sẽ chạy nhanh để không cho nó phát hiện ra. Ok bây giờ rồi, cái quần này nào, đúng rồi, bắn cái tay lên 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 đây, quần này để mình trồng chóng. Tại sao mình đi nhanh nó vậy? Hơi quá không bị bắt. Rồi thằng tôm nè, nó đổi cho mình cái này đi ra cái thuyền. Lẹ 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 lẹ, mình sợ nó đập mình lắm. Ok, quần áo cút rồi. Nó có cho mình cái giáp đâu, cái giáp cho tao. Đúng rồi, mình cần cái này, mình cần cái này, một cái fan custer. Cái này nè. Ok, rồi cho tao giáp đi. Thằng nào bắn giáp, bắn quần đâu không, áo đâu, áo đâu, áo đâu, áo này nè. Shit, từ từ, đừng 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 có rung tay, đừng có rung tay. Ok mình có rồi, giờ về về lẹ 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 à, do siêu tại sao giống được. What the fuck, hay mình biết là game nó bị lỗi mình giống. Tại sao tôi vô đi lao này, hình như là game nó không có. Fuck, các bạn đợi tí nha. Game một à, mình sẽ bỏ cái này vô. Hàng gì mình đi hoài nó không có bạn ơi. Để mình đặt tấm này nè, tấm này vô để đạp vô nó mở cửa. Tại sao giờ không có trước phòng nào, nó mất tiêu ở trong cái này rồi. Mình đã chắn là game nó bị lỗi rồi bạn ơi. Từ từ để mình đặt trước cửa mấy này. Ui anh à, thôi thôi thôi, vô ngủ đâu rồi. Hay mình đặt mới đặt ở đây là mất tiêu rồi. What the fuck, game lỗi rồi bạn ơi, game lỗi rồi. Mới đặt có tấm đĩa thì mất tiêu nữa, đã héo. Ok bây giờ mình sẽ bỏ hết như đây, mình chỉ còn một chút đồ đạc thôi. Mình không muốn là mình phải chết như này á. Rồi có xong hết rượu bia rồi, bây giờ mình sẽ ngủ ngủ một cái. Mình không biết game nó bị lỗi gì mà tự nhiên mất hết tấm đĩa, xong mình ra ngoài coi còn còn nè, và mất cửa luôn rồi. What the fuck, mất mẹ nó cánh cửa rồi. Are you kidding me? Để mình, hay là mình thử ra mình đập cái thằng bảo vệ kia được không? Nếu mất cái này cũng không sao. Ok mình thử ra đấm đấm trên lưng hổ xin như thằng nó vậy. Thằng nào đây? Officer Thomas nè. Mình thử đập cái thằng bảo vệ. Ô khoan, mình có cái trò này hay lắm mọi người, mình thử đập đập cái này ra coi. Không được hả? Ok giờ mình đập đập thử cái này. Mày 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 có chìa khóa rồi, có chìa khóa rồi, lấy lấy chạy ra chạy ra. Có chìa khóa rồi, giấu 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 lẹ. Ok mình sẽ đập tiếp. Thằng này coi, thằng nào chìa khóa đỏ nè, chìa khóa vàng. Thôi đến giờ breakfast rồi, từ từ mấy cái đi thoải mái nha, bye bye. Ủa mấy này mày, ui thằng này nó bị đơ rồi bạn ơi. Mình muốn có chìa khóa tím, không biết chìa khóa tím làm gì đây nữa. Shit, eo eo eo. Ui mà không nên vô đây, vô đây hình như có cái mấy cảnh báo nè. Rồi để mình sẽ đi kiểm tra Thomas. Hiện giờ hình chưa có cái gì ở đây. Có thằng nào cầm chìa khóa nào khác không? Mày cầm cái gì? Thằng đó không cầm luôn. Đây là những thằng bảo vệ. Cái gì đấy? Hết hồn. Rồi phòng giam thôi, khỏi. Bỏ.
có một căn phòng màu đỏ mà nó không biết căn phòng màu đỏ này nó dẫn mình đi đâu. Mình thật sự là muốn tìm hiểu. Bây giờ làm gì bạn? Bây giờ mình phải cướp cái gì? Bây giờ có khóa đỏ nè, khóa tím và sao lá cây. Mình muốn tự hỏi là khóa mà sao lá cây là cái gì. Thì mình nghĩ là mình nên đợi cho đến khi ngày hôm sau đi. Ngày hôm sau rồi lúc tụi nó đang cái giờ buổi sáng á là mình sẽ đánh tụi nó. Rồi ok, giờ nhà mình đâu, quên mẹ luôn rồi đây. Do siêu không có cửa luôn. Bố đứa cần cửa rồi ok, nhưng mà có chìa khóa vào đó rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng để có tốc độ. Ui, mình sẽ tập luyện. Rồi, bye bye các bạn. Đến ngày hôm sau nha. Ok. Ok các bạn, thì sau một ngày vất vả thì mình đã ăn uống ngủ nghỉ rồi, mình cái độ stress nó mình đã lên số 17 rồi. Thì bây giờ là mình sẽ muốn tìm hiểu xem cái chìa khóa màu vàng kia nó có gì cho mình. Thì mình sẽ cầm cái này mà mình đập ở hầm nó vậy. Ui mấy anh ơi. Đó. Bây giờ thì nó sẽ đến cho mình giờ free time. Thì trong khi đó là mình sẽ đi tìm hiểu xung quanh. Thì chìa khóa màu xanh lá cây này nè, thì cái phòng mình mở rồi phải không? Ok. Còn khóa này là mình cũng mở rồi. Đó. Chìa khóa màu tím nè, mình chỉ biết khóa tím là có gì nữa. Qua đây là có gì? Mình chẳng biết nữa. Rồi để coi còn phòng nào nữa không? Màu đỏ cái này là như ra ngoài rồi. Rồi thêm anh nào ở đây. Hello. Hello. Đó. Cái này là thư viện và nó có khóa màu xanh lá cây mới dẫn đi đâu nữa. Nói chung là chìa khóa xanh lá cây nó quan trọng hơn. Rồi khóa màu đỏ quan trọng nhất rồi đến và đến chìa khóa xanh lá cây. Thì bây giờ mình sẽ tìm chìa khóa màu đỏ. Có rồi không? Giờ mình sẽ tìm chìa khóa xanh lá cây. Ok. À, đây màu tím thế nào, nó có cái hộp đây, mình rất là tò mò mấy cái màu đó là lẽ làm gì. Thì bây giờ mình sẽ đợi anh Thomas, mình mới giết thằng này hôm bữa. Ui cái gì vậy, ui nhanh đi. Ok mình sẽ đâu cả anh sẽ cây đâu đây. Chết với tao, 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 chết với tao rồi. Rồi anh màu vàng phải không? Rồi anh, ủa vậy anh màu tím đâu? Hay nhỉ, mình không biết anh màu tím đang ở đâu nữa. Ủa vậy là các anh cầm chìa khóa màu tím anh ở chỗ nào? Where are you now? Where are you now? What? Ơ kìa. Nó cho chìa khóa màu tím mà mình không biết chìa khóa màu tím nó đâu nữa. Mày đùa à? Mình đập được chỗ này được không? Nó đập được nào. Vô coi. Ủa có vô được đâu, mày trôn à? Nó trôn rồi bạn ơi, giờ có vô được đâu. Ý. 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 Không được. Ôi, về về ngủ, về ngủ, ngủ. Ok. Cái gì đấy? Ok, ngủ được rồi. Không có gì cả. Không có gì là không có gì. Ok, mình thử. Vãi. Mình nhớ. Ủa, vậy nó cho khóa một tím để chơi thôi hả? Mà dụ hàng hả? Phật. À, đúng là thừa thải. Cút. Rồi, bây giờ mình sẽ thử chìa khóa một xà lá cây. Rồi, tại vì mình thấy chìa khóa này nó dẫn đi rất là nhiều nơi. Rồi. Ví dụ như là cái này nè. Đó, cho nó vô. Sử dụng được. Sao mình bị hướng chậm rãi gì đây? Oh fuck shit. Mình bị mệt con ngựa nó rồi. Điệt. Ơ các bạn vô được rồi nè. What the fuck? Ok. À, trong đây là nó có cho mình cái gì đây? À, mấy cái lò. Thịt gà. À thì ra chỗ này nó dẫn mình đến cái bên trong nhà bếp thì đã là thế rồi. Ok. Và tình hình là mình bị mệt mỏi con mẹ nó rồi. Ok anh cầm cái màu vàng, anh là thằng vô dụng nhất. Rồi mình nhớ là còn cái chỗ rồi mình bị mệt mỏi rồi mày ơi, giờ chém nói nào. Cái này là mình biết rồi, cái này giờ ủi phải không? Cái này màu tím nè, màu tím thì như là cái đường ra ngoài. Mình nhớ còn một đường nữa. Còn không? Oh fuck, mình bị mệt mỏi rồi. Ok thưa các bạn. Sau một hồi tìm hiểu khá là kỹ lưỡng thì mình mới phát hiện ra chìa khóa màu xanh lá cây đích làm được cái gì cả, thiệt luôn, 100%. Mình bị thậm chí mình còn bị kẹt gốc lắc, chết tùm lum, mình phải chỉnh mã cái mod 1 để bay lên lại đậu phòng. Cái gì mình lỗi tùm lum hết. Ok bây giờ mình chắc mình bỏ rồi. Mình muốn có một cuộc chạy trốn thật là thành công thì mình sẽ đi tắm cái đã. Mình sẽ skip cái đoạn này nha. Ok. Bây giờ là afternoon run call, là giờ chuẩn tập bữa trưa rồi. Thì bây giờ là mình sẽ chuẩn bị phần gục đây, mình đã có lại năng lượng rồi. Bye bye tụi bay.
Đây là thứ hai theo vượt ngục nhưng ta sẽ rất là nhớ tụi bay. Rồi, bây giờ là mình sẽ cập cái này nè. Rồi mình mã bảo vệ vô nè. Đó, cái này nữa là cái thuyền nè. Rồi cái cuốc đó nè. Đó. Từ từ để mình theo cái tự. Mình không biết là có bị sao. Ủa, mình vứt vải vứt cái đó ra. Rồi bây giờ muốn thoát ra tới đây á. Hình như mình biết là sẽ mình sẽ đi theo cái đường vô phòng thể thao. Cái này có mấy báo cáo không? Có nè. Giờ qua là bị sao bạn? Qua là bị báo phải không? Từ từ. Mình có thể qua được bằng cách bắn này vô. Một hai. Ui được rồi nè. Không bị sao luôn. Mình đã thành một thằng bảo vệ rồi. Từ từ. Nó mình nghi thằng đó nó đập mình lắm. Hello anh. Chịu khác mà sao lá cây nè. Sao dưới đây? Thằng ok cái gì đây? Hộp gì đây? Đây là giống như cái phòng tra thẩm vấn tội phạm á. Hello anh. Hello. Mày sao? Solo không? Ngon solo. Solo. Ủa, phòng đó, vô lẽ. Cái này là cái tắt cái tín hiệu báo động, chuông báo động rồi. Cái gì đây? Cái chuông uống một cái kiếm sắt. Mình đâu cần cái này, mình đâu cần cái này đâu. Giờ sao ra? Ôi được rồi nè. Ô vãi. Giờ sao ra bay? Lỗi rồi, từ. Sorry các bạn. Bị lỗi rồi. Ok, chẳng lẽ nó cho kẹt ở đây. Từ từ, bình tĩnh ra. Rồi, vứt cái này vô trong. Rồi, game mod 2. Rồi, đi ra. Ok. Cháy lé. Qua cái chỗ này lé. Tôi qua không được. What the fuck? Mày này, quýt tao. Đấm tao đi. Giết tao luôn đi. Ui. Ok, sao đi không được. Fuck you. Tại sao mày lại giết tao? What the fuck? Lại là một ngày rất là suôn sẻ lương đó hả? Fuck. 2000 years later. Một năm sau. Cuối cùng mình đã cày vào các con zombie kia. Chính là một cái mối nguy hại của mình. Bây giờ mình sẽ lén lút. Từ từ anh ơi. Rồi nó ghê quá, mà phải vào phòng này trước nè. Anh ơi, đó. Thôi giờ đây để mình tắt cái tín hiệu đi. Kinh vãi cái đái. Rồi, ok chưa lẹ. Rồi mình phải không có qua kia đâu, mình sẽ qua đây mình đi cửa ở đây. Nó sẽ không có một con zombie nào hay giỏi. Đi để đi, có chìa khóa nè. What the fuck? Có chìa khóa mà gắn lại cho lấy. Dùng được, what the fuck? Mày đùa tao à. Cái đầu phòng. Chả lẽ đi đường kia lại. Anh gì đó rất là đẹp trai ơi. Mới khai đập cái này phải không? Ok, đập lẹ. Đừng đánh con. Đừng, đúng rồi. Đi lẹ, nhìn lên. Được rồi, ok. Mình sẽ hát là chỗ này. Càng nhanh càng tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ok, yeah, thắng rồi. Khoan, cái này còn nước phải không? Rồi, có thuyền ngoài. Yeah. Tàn. Khoan. Điên này, đúng rồi. Tàn. Yes. Thắng rồi. Yeah. Oh yeah. Trời ơi, không ngờ. Thật ra mình nói cái phần 1 này nó vượt ngục nó cũng dễ hơn là phần 2 các bạn ơi. Nó cũng chẳng gì khó lắm. Mình đi ngu thôi. Mình đi tiện ra mình đứng gần con heo chỉ nó đập mình. Thì nói chung là map này khá là hay. Mình đã chơi cái về lẫn phần 2 lẫn phần 1 rồi. Và lượt xem rất là cao. Mỗi lần có map vượt ngục và thì các bạn xem rất là nhiều. Mình rất là cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thì tình thế mình nói luôn là mình sắp ra cái map Reason Law, cái map mà vườn ngục của Việt Nam á, do mình làm ra. Thì mong các bạn trông ngóng nha. Thì nó sẽ ra trong tháng 6. Thì nhiều bạn hỏi tại sao nó chưa ra. Thì mình có nói là tháng 6 ra đâu, mà nói là trong tháng 6 sẽ ra. Ok. Thì các bạn sẽ biết sau. Thì ok, nếu mà cái series này của mình đó, thì nhớ like và subscribe để mình có động lực tiếp nhau. Ok, bye bye mọi người.